Thời gian gần đây, người dân ngày càng quan tâm đến sức khỏe của mình nên có nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, nhất là rau củ, trái cây. Trước nhu cầu trên thì nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã mạnh dạn đầu tư sản xuất mô hình sản xuất rau củ quả sạch, an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp hay là Global Gáp, công nghệ thủy canh v.v. góp phần mang lại thu nhập cao hơn và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chị Đỗ Thị Dinh ở xã Lộc An, huyện Long Thành với mô hình rau thủy canh là một ví dụ tiêu biểu. Khó ai có thể ngờ, từ một nhân viên văn phòng, chị Đỗ Thị Dinh lại rẽ ngang khởi nghiệp với mô hình rau thủy canh. Vì là tay ngang vốn ít, khi mới bắt đầu khởi nghiệp, chị đã bắt tay với một hợp tác xã rau thủy canh tại thành phố Hồ Chí Minh với hy vọng được học hỏi kỹ thuật canh tác mô hình mới lạ này. Sau thời gian ấp ủ đến tháng 6 năm 2022, đến nông trại rau thủy canh Thành Tâm Farm chính thức đi vào hoạt động. Mô hình có diện tích hơn 1.000 m² với số vốn khoảng 1,5 tỷ đồng. Dù đã đầu tư khủng để trồng rau thủy canh nhưng lại gặp khó khăn. Bởi là tay ngang, chưa có kỹ thuật trồng rau thủy canh, đầu ra không ổn định khiến một thời gian dài chị rơi vào bế tắc. Trên 1.000 m² thì một ngày từ 100 cho đến 120 kg, thì khi mà không có bán ra thị trường cái số lượng đó được thì tồn đọng rất là nhiều thì tôi cũng không còn cách nào, là tôi vừa bán rẻ cho bà con dùng rồi mình có những lúc là mình đi làm từ thiện trong các trẻ trong các nơi trẻ trẻ mồ côi. Cái số lượng hàng nhiều thì tôi thu hoạch không hết, thì ảnh hưởng đến cái cây á, nó lâu ngày nó không thu hoạch, rồi nhiệt độ, độ ẩm ở trong nhà màng á, nó tăng lên, rồi nó thay đổi thất thường theo thời tiết, vừa nắng vừa mưa, nó đột ngột, nên là cái cây nó sinh ra cái bệnh cháy lá. Trong lúc khó khăn trồng chất, chị quyết định giảm diện tích sản xuất khi đầu ra chưa ổn định, đồng thời học hỏi không ngừng, tích cực quảng bá sản phẩm trên các trang mạng xã hội. Ngoài ra, nhằm xoay sở thêm thu nhập, chị còn kết nối với các trường học trên địa bàn để thực hiện những buổi học trải nghiệm thực tế ở vườn. Đến nay, đầu ra của nông trại đã ổn định, chị nâng dần diện tích trồng rau. Hiện tại, mỗi ngày nông trại cho thu hoạch được hơn 80 kg rau, tạo thu nhập 30 đến 32 triệu đồng trên một tháng. Mô hình của chị cũng đã gần như hoàn thiện khép kín, từ khâu nhân giống, trồng cây đến đóng gói. Hệ thống nhà lưới được trang bị công nghệ tiên tiến chăm sóc tự động hóa, từ hệ thống phun sương đến quạt điều hòa. Điều này giúp giảm bớt sức người, đỡ thuê số lượng lớn nhân công chăm sóc vườn rau. Chỉ cần một người có thể điều khiển hệ thống chăm sóc toàn bộ diện tích. Mặc dù vậy, đây chưa phải là kết quả cuối cùng mà chị mong muốn. Sắp tới là tôi muốn tối ưu hóa, là trong 1.000 m² thì tôi cũng trồng full hết để đáp ứng cho nhu cầu của khu vực tại địa phương của mình. Ngoài ra thì tôi còn ứng dụng những cái công nghệ cao, ví dụ như là thay vì là trong cái vấn đề mà thu hoạch, tôi dùng cái xe để tôi kéo những cái khay thu hoạch rau vô thì nó cũng khá là nặng đối với một người phụ nữ, thì nên là tôi cũng có ý tưởng là tôi nhờ mấy anh kỹ sư để thiết kế cho tôi là cái rồng rọc. Thì chị Vinh đây là một trong những gương tiêu biểu của hội viên phụ nữ trong việc sản xuất kinh doanh ở địa phương, đồng thời qua cái mô hình cũng như là cái việc kinh doanh và cái mô hình sản xuất rau sạch của chị, bên cạnh đó thì chị cũng hỗ trợ cho địa phương rất là nhiều, tạo ra được cái việc làm cho chị em phụ nữ ở địa phương. Đây cũng là cái mô hình để cho các cái chị em phụ nữ ở các khu vực lân cận, ở các xã lân cận có thể tham quan và học hỏi. Với sự kiên trì, ham học hỏi, chị Đỗ Thị Dinh là tấm gương tiêu biểu của phụ nữ thời đại mới. Dám nghĩ, dám làm và thành công với ước mơ mang đến thực phẩm an toàn cho người dân.